Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại giới thiệu đến tất cả các bác một số các mẫu máy hút ẩm của Mitsubishi. Chứ cái dòng này là mít cột đó, em đã vệ sinh sạch sẽ và cũng như là test mọi chức năng ok. Tất cả máy zin nguyên bản, sơn zin 100% nhá. Ở những dòng này thì nó sử dụng block và dàn đồng rất là đẹp đó. Thì khi mà em vệ sinh thì em cũng đã quay chi tiết cụ thể cho các bác rồi. Bên em thì những cái dòng hút ẩm hay lọc không khí thì bên em cũng chỉ là làm những hàng tuyển chọn nhá, hàng tuyển chọn đẹp. Thì trên đây thì các bác sẽ thấy có những cái mẫu máy của mít cột đấy, tất cả là có 5 con đó, 5 con thì trong đó là 4 con là 22 lít thì các bác sẽ sử dụng cho cái diện tích phòng khoảng tầm 65m² trở về, và một chiếc là 16 lít đó, 16 lít thì các bác sẽ sử dụng cho cái diện tích khoảng 50m² nhá. Đây thì em sẽ lên chi tiết cụ thể. Thì tất cả những máy em tuyển chọn thì 10 cái như 10 nên các bác yên tâm về chất lượng. Và cái thứ hai nữa thì những cái hàng này em ship code là đều có cọc đó. Những con hút ẩm này thì em bán từ năm ngoái năm nay thì rất là nhiều đúng không các bác? Các bác có thể là xem lại những video cũ của em. Thì trên đây là những cái dòng hút ẩm của Mitsubishi. Em sẽ tập trung vào hai loại chính, đó là Mitsu và cũng như là dòng Panasonic. Điện 100V thì em cũng vẫn làm. Đó, các bác nào mà có nhu cầu về hàng điện 100V thì Panasonic cũng đều có nha các bác nhá. Rồi, trên đây thì các bác sẽ thấy đó là một con hút ẩm 16 lít. 16 lít này thì cái công suất của nó là 375W và dòng này sử dụng điện con này là 275W nhá. 275W với cái con 16 lít và nó sử dụng điện là 220V. Đó. Nhìn chung với năm nay thì luôn luôn là sẽ song hành hai loại máy, đó là 100 và 220V. Đó, bác nào cần dùng dòng gì thì các bác cứ lựa chọn. Còn đôi tất cả những hàng này đều đó là hàng chính hãng và máy đều là máy chất đẹp. Đó. Cái dòng này nó có một cái khá là hay. Đó là nó có thể là ốp sát được vào tường luôn ở cái phần lưng này. Và gió thì nó sẽ đưa lên phần cửa trước này. Đó, nó đảo với cái góc nó khoảng tầm 100 gần 180 độ các bác nhá. Đó. Rồi, cái vòng dòng Mitsu này các bác sẽ thấy rằng nó sẽ lấy gió trước. Đó. Lấy gió trước nên các bác để trong những cái phòng mà diện tích mà nó hạn chế thì những cái dòng này thì nó rất là tối ưu. Ở đây là phần can nước của nó và nó hầu như nó được cất toàn bộ bên trong. Khi các bác bật lên cắm điện vào thì nó sẽ hiển thị về cái phần trăm độ ẩm ở đây nhá. Các bác bật khởi động này. Đó. Bắt đầu cửa gió nó đảo này, máy chạy chế độ hút ẩm và sấy quần áo thì có lựa chọn ở cái nút này nhé, nút to nhất này. Và tất cả các chức năng đây thì em cũng đã giới thiệu rất là chi tiết và có những cái video mà hướng dẫn cụ thể về các chế độ bên trong của nó rồi. Còn đây là can nước của nó đây. Đó, khi các bác rút can ra thì nó sẽ báo tít tít đèn full ở đây, tức là một là báo là đầy nước, hai là báo các bác rút can nhé. Tại vì trong một cái can này nó có một cái phao cảm biến từ. Đó, phao cảm biến từ. Rồi, đây là can nước này. Đó, thiết kế rất là nhỏ gọn đúng không ạ? Dòng Mitsubishi thì các bác đã biết rồi, về chất máy thì nó chạy rất là bền, khỏe và êm. Đó, được rất nhiều người ưa chuộng. Đây, mọi chức năng em test rồi. Đảo cánh vẫy này, nó có nhiều hướng đảo khác nhau. Với cái con này là mã số 1 này. Em sẽ đánh mã từng con một để cho các bác nhé. Còn đâu mà về mức giá thì nó sẽ có áp giá theo từng cái công suất số lít của nó rồi. Hiện tại bây giờ là 16 lít, giá của nó là 4,2 triệu. 4,2 triệu bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng nhé. Đó, tất cả máy lọc không khí hút ở em bán từ năm ngoái đến nay đều bảo hành 6 tháng. Còn riêng với dòng 220V thì các bác yên tâm sử dụng. Rồi. Nói chung là về hầu như không có lỗi gì cả. Với những dòng này thì khi em vệ sinh xong thì tất cả những cái cảm biến ẩm thì em đều thay hết rồi nhé. Cảm biến ẩm riêng này em phải thay hết toàn bộ. Tại vì là những cái nhân cảm biến đó trong quá trình sử dụng thì một cái lớp bột than bên trên nó có cái sự thay đổi trị số nên nó sẽ báo không được còn được chuẩn nữa. Nên em sẽ thay mới làm sao để cho nó chuẩn chỉ cho các bác sử dụng nhé. Đây. Rồi. Ở kích thước rất là mỏng đúng không ạ? Đó, hộp quạt đây và dàn nó nằm ở đây. Thiết kế rất là gọn. Cái dòng này ngoài gọi là mít cột ra thì còn gọi là mít mỏng nữa. Đó, con này là 16 nhá, hôm nay chỉ có một con thôi. Rồi đây là con 16 lít này, mã số 1 này, giá 4,2 triệu nhá. 4,2 triệu. Tiếp tục,
sang cái con này nữa, đó là con 22 lít. Đây thì trên mỗi một con máy thì em đều có một cái tem để nhận diện sản phẩm, cũng như là cái tem này nó quét mã QR code. Trên đây sẽ có tên của shop của em, đó là Hải Nhật Quang Trường, và cái hai nữa là số điện thoại của em là 0978 07038. Thì dựa trên cái số này thì nó có cả Zalo và cũng như là thông tin đầy đủ để các bác có thể liên hệ trực tiếp. Rồi, trên cái con này thì các bác sẽ thấy rằng là về kích thước của nó thì chiều cao nó tương đương với con 16 lít, nhưng và cái độ dày của nó thì nó sẽ dày hơn nhá. Tại vì cả với cái dòng công suất này thì cái số lớp dàn của nó cũng sẽ khác. Đó, đây tổng quan ngoại hình thì rất là đẹp. Rồi là quay sách đằng sau này nhá. Để các bác yên tâm rằng với những con máy mà em đưa lên trên đây thì về chất máy thì hầu như mười con như một rồi. Để các bác yên tâm. Đó, em chuyên về các dòng Mitsu. Đó. Như hiện tại bây giờ thì cái giá của cái dòng Mitsu này nhá, những cái dòng này thì hầu như là giá của nó cũng khá là cao. Đó là một. Hiện tại bây giờ thì nếu mà so với vào mùa năm ngoái thì nó vẫn rẻ hơn vài trăm đó các bác nhé. Nó vẫn rẻ hơn vài trăm. Rồi, đây là con 22 lít này. Đó, nói chung là để mà vệ sinh được một con này thì nó mất cũng rất là nhiều thời gian. Thứ nhất là về cơm tháo này, cái hai nữa là rửa dàn này. Đó, những cái con máy mà khi mà em đã vệ sinh xong thì lên video chi tiết cho các bác đây thì nó đều đạt những chất lượng tốt. Đó, tại vì em đã test và cũng như kiểm tra rất là cẩn thận rồi. Đây là cái tấm lưới lọc bụi thì để các bác có thể là trong quá trình mình sử dụng ấy thì mình sẽ là vệ sinh trực tiếp bằng nước được nhá. Đó, phần đầu ngoài tiên này thì nó sẽ là cái phần dàn lạnh. Thì trên cái dòng Mitsu này thì nó có một cái chức năng, đó là chế độ sấy trong, chế độ làm sạch dàn. Trong một cái dàn lạnh như này thì nó có rất là nhiều các khe nhỏ này để nó ngưng tụ nước, thì đồng thời việc đấy nó giữ nước rất là lâu. Nên là các bác sử dụng cái chế độ mà sấy dàn như này thì nó giúp là tiết kiệm thời gian để làm sao nó làm sạch được cái dàn, sẽ khô được hết toàn bộ là nước ở trên cái dàn nhé. Đây là các bác có thể là bảo quản cất đi cũng được. Rồi trong cái thời điểm mà mùa mưa như thế này thì các bác sử dụng hút ẩm cũng rất là hợp lý. Tại vì là cái dòng này thì khi mà nó hút mà các bác sẽ có thể là set được cái phần trăm độ ẩm ở trên đây. Ở cái phần trăm độ ẩm này thì mình có thể là set khoảng tầm 50-60 này, hoặc 55-70%. Thì khi mà đạt kinh hút đến cái ngưỡng độ ẩm đó thì máy nó sẽ dừng hoạt động nhá. Máy sẽ dừng hoạt động. Đây mình bật khởi động này. Sau đó các bác có thể là set các chế độ ở đây này, theo cái chế độ auto của cho nó ở trên này nhá. Đó, hướng gió thì các bác điều chỉnh ở nút này. Ở cái mã này thì nó là 22 nít. Đó, 22 nít nhá. Ở trên cái dòng Mitsu này thì nó sẽ sử dụng những cái dòng lốp là Mitsu này là một này, và lớp Matsushita. Matsushita nó là một cái hãng lốp chuyên sản xuất về block cho tất cả các dòng điều hòa cũng như là hút ẩm. Matsushita thì cái dòng đó các bác cứ tìm hiểu trên trực tiếp trên Google nhé. Nó chính là cái hãng tiền đề của các dòng La và Panna nhé. Còn Mitsu là chỉ của Mitsu. Đấy. Nên là trên con Mitsu này có một số các đời máy nó sử dụng lốp Matsushita và cũng như là block Panasonic. Hiện tại bây giờ đang sử dụng khá là nhiều, rộng rãi, phổ biến là những dòng lốp của Panasonic. Đó. Thế nên là các bác thấy một con máy mà lốp Panla này, một con máy Mitsu là nó sử dụng lốp Matsushita này hay là Mitsubishi, dường như nó có một cái tiêu chuẩn nhất định, đó, một cái tiêu chuẩn riêng cho cái dòng máy này rồi. Nên các bác kiên tâm sử dụng nhá. Nên mình không có gì phải đắn đo cái việc đó cả. Hiện tại nha, bây giờ con này em bật chạy là đã đóng lốc rồi. Đó, lốc chạy rất là êm nhá, lốc chạy rất là êm. Con này mã số 2 này. Mã số 2 thì với dòng này giá của nó là 5,2 triệu, bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng nha. Tất cả máy đã vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Đó, đây tắt phát đầu, bắt đầu tự động là cái cửa gió này nó sẽ đóng xuống. Đó, nó cũng như là nó bảo vệ được cái phần bụi bặm nó bay vào trong. Rồi, mã số 2 thì chi tiết các bác có thể thấy rằng tổng quan ngoại hình nó rất là đẹp đúng không ạ? Rồi tiếp tục mã số 3, mã số 4, số 5 nữa nhé. Thì còn lại những mã sau thì nó đều là 22 lít các bạn. Đó, 22 lít. 22 lít thì nó có bánh xe nhé. Đó, 2 lít có bánh xe di chuyển. Rồi tiếp tục con này là mã số 3 này. Mã số 3 nhé. Đó, đây các bác yên tâm này. Nhìn từ cái tổng quan, từ trong ra ngoài, tất cả 10 con như một hết.
Nói chung là chọn được những con máy hàng đẹp, số lượng nó ít lắm, nó không có nhiều đâu. Đó. Ví dụ như ở lô vài chục con thì nó chỉ dư, nó chỉ trong đó nó chỉ được khoảng tầm một chục con, hơn chục con một chút là những con máy hàng đẹp. Đây, can nước. Tất nhiên là từ những can nước này tất cả là can là còn lành nặng nhá, không có chuyện là can nứt nát gì đâu. Đã phải mua với một cái giá rất là cao rồi mà phải dính phải là can mà bị nứt nữa thì chủ lỗ rồi các bạn. Đó. Rồi nhiều bác, một cái thời điểm mà nhiều, rất là nhiều bác có nói chuyện trao đổi với em thì là câu chuyện là hết mua rồi. Đấy, và giá rẻ đi, nhưng mà nói thật các bác là với những hàng dòng này nhá, bọn em đi lấy hàng thì những gọi những hàng này nó là hàng dòng, hàng chính hãng thì giá của nó hầu như nó không có rẻ đi nhiều các bạn. Đấy, nó có biến động thay đổi thì một vài trăm không đáng kể. Đây, bật khởi động này, bắt đầu cửa gió đưa lên này. Đó, dòng này thì tất nhiên công suất nó lớn hơn thì nó cũng sẽ chạy gió mạnh hơn nhá. Cánh đảo gió này, con này công suất của nó 365W này, trọng lượng của nó là 13 cân 7, sử dụng môi chất làm lạnh là GA134A Made in Japan, đầy đủ các thông số kỹ thuật nó ở tem đằng sau nào. Đó, nhiều bác là em chụp rõ ràng là đầy đủ hình ảnh rồi, các bác vẫn hỏi thông số kỹ thuật. Thông số kỹ thuật thì các bác có thể xem trực tiếp đằng sau. Ở trên những con này thì toàn bộ tiếng của nó là các chức năng của nó là tiếng Anh nhé, tiếng Anh. Còn những cái bản mà 100V thì nó là tiếng Nhật. Đó, đằng sau kia thì các bác sẽ thấy rằng có hai con mít chân voi, một con điện 100V và một con điện 220V. Ngoài ra lọc không khí bên em thì cũng khá là nhiều các mẫu khác nhau. Đấy, mọi chức năng thì em đã test ok rồi. Con này mã số 3 nhé, mã số 3. Rồi bác chờ một chút để em sẽ đảo hai con bên dưới lên trên. Rồi tiếp tục giới thiệu các bác, đây là con mã số 4 nha. Mã số 4 này. Các bác lấy cái mặt thì các bác sẽ cậy hai cái nẫy ở bên dưới này, hai nẫy bên dưới này. Ở trên đây đều có cái tem dán QR code nhá. Đó là tên bên cửa hàng bên em. Đây các bác lấy can bên dưới này. Đó. Ở trên cái dòng mít cột này thì em thấy làm khá là thích, là vì dòng này mình sẽ để ốp sát vào tường, rất là tiện, rất là gọn, đúng không ạ? Rồi, như bác hỏi là cái chức năng sấy quần áo thì sử dụng như thế nào, đúng không ạ? Sấy quần áo thì mình có thể là cho nó vào một cái phòng, cho quần áo vào một cái phòng nhỏ này, hay các bác có thể để máy ở ngay dưới cái dàn quần áo đấy. Sau đó là mình bật chế độ sấy quần áo thì cái tốc gió của nó sẽ cao hơn. Thì như vậy thì các bác sẽ bật thêm một cái chức năng, đó là đảo cánh vẫy này nhá. Đảo cánh này thì như vậy thì nó đưa cái phần gió khô, gió ấm ra khu vực khắp phòng luôn và sẽ làm khô quần áo nhanh hơn. Đó, đây là can nước này, can nước đẹp nhá. Cắm thử điện luôn. Thì nói chung là tất cả máy này là khi em test máy này em không phải là để đóng nguyên trong hộp như này đâu, mà lúc đó mình phải tháo hết máy ra. Mình kiểm tra cái mức độ đọng nước ở trên từng cái đầu dàn của nó như nào thì có thể đánh giá được cái chất lượng của một con máy nhé. Đó, chứ không phải là chỉ nhìn nó ra ở mức độ nước. Bây em sẽ cần theo dõi ở những cái thời điểm mà khi mà nó chạy, nó đóng nốc, nhìn ở cái đầu dàn của nó và cái mức độ đọng nước của nó như thế nào thì có thể đánh giá, cũng như là xem là cách nó ăn dòng như nào. Thì cũng giống như điều hòa thôi, thì khi mà các bác kiểm tra, khi mà thợ người ta kiểm tra về con điều hòa thì người ta cũng đều phải kẹp dòng, người ta kiểm tra xem mức độ ăn dòng nó thế nào. Thì mình sẽ gọi là đánh giá được cái sức khỏe của cái con máy là nó như thế nào nha các bác nhé. Đấy, nói chung là nó còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố khác nhau. Nhìn chung là khi mà bọn em đã vệ sinh xong lên một con máy như hoàn chỉnh như thế này rồi thì bọn em cũng đã qua rất là nhiều những khâu kiểm tra và cũng như là vệ sinh kỹ càng rồi. Đó, đây rút can này. Khi các bác rút can ra thì nó sẽ báo full trên đây này. Đó, máy dừng luôn nhá, máy dừng luôn. Đây, ở chi tiết thì các bác có thể thấy là can thì rất là đẹp. Mình đưa can vào thì máy nó sẽ tiếp tục nó chạy nữa này. Đấy, các bác có thể di chuyển các chế độ đây thì trên đây nó sẽ là đèn luôn nhá. Đó, đèn xanh này, lên chế độ hút ẩm này, chế độ sấy quần áo này. Và mình đảo cánh gió này, đảo theo từng các góc khác nhau thì các bác có thể lựa chọn. Chiếc này mã số 4 này, giá những cái dòng 22 lít này sẽ là 5.200.000 đồng, bảo hành 6 tháng. Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển, các bác có thể là cọc, đó, cọc giúp em vài trăm nghìn đến nơi các bác nhận hàng, kiểm tra, thanh toán lúc phí vận chuyển là xong. Rồi,
chiếc này của nó là 22 lít này. Đó. 22 lít nhá. Đây tiếp tục con này. À, con này thì nó là 21 lít. Ở trên cái dòng Mitsu thì nó sẽ tùy theo từng cái làm sản xuất từng theo từng cái số lô khác nhau mà nó sẽ ra một cái công suất. Giả dụ như là với cái dòng Mid chân voi thì nó có 25-26 lít, và 25-26 lít thì về cái dàn lốc của nó như nhau. Như nhau luôn nhá, độ dày dàn cũng như là các mắt ống đồng nó như nhau hết các bạn. Thì như con này nó là mã là E100DX này, H này. Đó các bạn nhìn 100DXH. Rồi 21-22 lít giống nhau, độ dày giống nhau. Đó, bên trong này. Đây các bạn có thể thấy là nó thể hiện về cái độ dày của thân máy thì nó là 22cm nhé. 22cm. Đó, độ dày. Các góc của nó sẽ là mở tối đa 135 độ này, 90 độ này, 70 độ này. Tức là 3 chế độ mở cửa gió khác nhau với các góc. Đó. Và mức độ hút ẩm thì như con này thì nó là 21 lít trên một ngày ở cái độ ẩm 80% và nhiệt độ 30 độ C. Nếu mà độ ẩm khoảng tầm trên 80% thì nó sẽ hút trên 21-22 lít nha các bác nhá. Đấy chứ không phải nó cố định ở số lít đấy đâu, nó còn phụ thuộc vào mức độ độ ẩm. Rồi chế độ sấy da này, chế độ lọc không khí này. Đó, nó có chế độ lọc không khí nhá. Hút ẩm này, hướng đảo gió này. Đó, góc 70 độ này, đây là góc 70 độ này. Tắt này, góc 135 độ này, góc 90 độ này. Đó, góc 90 độ các góc khác nhau để các bác có thể là tùy chỉnh. Cá nước thì rất là đẹp nhá. Đó. Ok, dòng này thì nó sẽ lấy gió ở đằng trước, hai bên khe và đằng trước này nữa này. Con này là mã số 5. Mã số cuối cùng của cái số mít cột. Ngoài ra mà các bác mà muốn thêm cái dòng mà hút công suất lớn hơn, ví dụ như là mít chân voi, thì bên em sẵn có nhá. Đó, mít chân voi. Hiện tại mít chân voi hàng đẹp rất là hiếm các bạn. Hiện tại bây giờ là chưa vào mùa, nhưng mà bọn em đặt hàng mít chân voi những con màn hình nét để về gửi cho các một số bác khách đặt em thì hiện tại bây giờ đang rất là hiếm, chưa có. Đó, bắt đầu đặt em những con mít voi màn LED thì hãy chờ nhá, là khi nào có hàng về thì em sẽ lên chi tiết đầy đủ cho các bác. Rồi, bác nào mà chốt con máy nào theo từng mã từ 1 cho đến 5 thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành, Hải Dương, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn.